Hello. Hello, giờ mấy giờ? Ok, chào mọi người nha. Nghe rõ không, mọi người cho biết các bạn. Mấy người hả? Ok, nghe rõ không? Chào Việt Ryan, Việt Ryan đâu hả? Ok, chào Việt Ryan. Mọi người nghe rõ không? Cho họ xin cái chữ ok hoặc nghe rõ hay là không nghe rõ. Đó rồi, nói chuyện chút. Mấy bữa nay cái miệng nó bị đau, nó bị dột, bị nóng trong người hay sao mà lỡ miệng hình nó đau quá. Việc ra ok thì mấy bữa nay đáng lẽ mình cũng không có nói gì nhiều trên cái vấn đề đó nữa, nhưng mà hôm nay mình cũng nói, mình cũng hơi bức xúc, mình cũng hơi nói cái điều này. Đáng lẽ mình không nói về cái vụ chuyện mà của cái sự mà ồn ào trong không gian mạng. Nghe rõ không, nghe rõ không mọi người? Sao không ai trả lời cho người ta, có nghe rõ không? Cho biết ra nghe rõ không?
không ai trả lời cả. Có nghe được không? Ok. Có nghe rõ không mọi người? Ok, biết vậy để mình nói. Thì mình đáng lẽ mình cũng không có nói về điều về cái vấn đề đó, chuyện đã qua rồi, nhưng mà mình cảm thấy nó có một điều này nó khó bỏ. Có một cái comment của cô diễn viên hài Cát Phượng gì đó mà đưa lên viết trên một cái status mà tôi đã chụp được, nó đăng lên trên mạng thì thấy có vẻ sắc láo. Và mình nghĩ là hồi xưa mình đã nói từng nói rồi, có nghĩa là khi đã nhà nước đã vào cuộc là thì coi như là xong rồi, có để mình nói một cách là uốn nắn những người nghệ sĩ đó cho lên một chút xíu. Bây giờ mình nói chuyện đề coi như là như vậy. Các con biết là ngày xưa cách đây khoảng đời ở cha ông ta đó, thì cái nghệ sĩ ở mà thuộc gọi là diễn viên bây giờ đó, người ta gọi là phường chèo, hoặc là những cái tuồng, những cái con hát, thằng hát, những cái gì vậy, đi hát đình hát đám và đi lưu diễn. Ví dụ như kéo tới một cái làng đó thì ban ngày họ cua môi trống trống, cái thời là cái thời không có internet, ta nói là không có internet nha, thì họ đi tới để lưu diễn hàng đêm ở đó, hết đêm này tới kia rồi dở máy rồi xong rồi đi qua những cái làng khác đi vậy. Họ đi kiếm sống bằng nghề du ca thì người ta gọi là phường chèo. À, rồi nhưng mà nó có cái chỗ là thời đại phong kiến á, cái thời đại phong kiến của Việt Nam mình họ coi thường những người đó lắm, và họ coi đó những người đó là thuộc diện dưới đáy xã hội. Và những người nào mà có quan hệ hoặc là lấy vợ lấy chồng với những người đó thì người ta gọi là thứ không ra gì và người ta không có chấp nhận. Thí dụ như mình có con cái mà mình đi lấy cô đào hát này, hay là lấy cô đào hát kia, hay là lấy anh kép kia, người ta gọi là người ta coi thường lắm. Người ta coi giống như kiểu như là mình là một cái thứ rác rưởi trong xã hội và không có cái gì gọi là, bắt đầu từ đó nó mới sanh ra cái kiểu là cái từ là gọi là sướng ca vô loại. Ý con bà chú nói như vậy để mình hiểu là chú không hạ thấp họ, nhưng mà cái thời phong kiến, nhắc lại lần nữa nha, đây là thời phong kiến, thì những người đó người ta gọi là sướng ca vô lại, và bởi vì họ không được trọng dụng trong cái xã hội đó. Nhưng mà những năm gần đây, những cái năm, những cái thế hệ nằm đây 10 hay năm 20 năm 30 năm, hoặc là những cái bắt đầu từ ngày đó, thì cái đó họ bởi đời sống văn minh họ cao lên, và tất cả những cái hiện đại về vấn đề công nghệ thông tin rồi các cái thì cái chữ đó nó còn từ từ nó mất lần mất dần, nó mất dần, và cho đó cho nên ra vì cái chỗ đó cho nên ra cái chữ đó nó không còn ở trên cái xã hội Việt Nam mình nữa. Nó một cách lâu năm nay như vậy. Và nhưng mà trong thâm tâm hiện giờ mấy ông già phong kiến cũng kể như tao vậy, vẫn có chút xíu gì trên cái vấn đề. Chờ chút. Hello anh nghe. Nó đang đang nấu cháo. Khỏe 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 rồi, khỏe rồi. Rồi ok. Rồi, đang dùng vịt muối rồi. Rồi ok. Rồi chút xíu nữa mới nấu bà ơi, khi nào bà về mới nấu. Rồi ok. Không. Không có gọi. À, có phone chút xíu. Thì nó là như vậy. Thì sau khi những người, những đất nước ta có những cái cải tiến về vấn đề về dân trí nó lên cao, rồi tất cả bùng phát vấn đề dịch vụ, vấn đề đầu tiên là telephone, rồi sau này là cell phone, rồi tất cả những cái truyền hình, rồi truyền hình cáp, rồi internet, rồi tất cả những cái, thì lúc đó thì cái sự mà dân trí của họ, của người Việt mình nó cao lên từ từ, thì cái từ mà gọi là sướng ca vô loại nó mất đi. Tất cả những ngôi sao là những người diễn viên được lên truyền hình, và những người đó tự nhiên thì họ, người dân mình mà họ lại cảm thấy họ yêu thích những môn nghệ thuật đó, cái điều đó thì từ đó ngày xưa đó những người đó, đó đi lưu diễn mà tao nói nhiều nãy, đi là vào xóm, vào làng làng này hết làng kia, để gọi là đi thuộc dạng kia bằng du ca, đi du thủ du để xin đi kiếm tiền để mà đi mà
và đi lưu diễn để lấy tiền thì họ rất là họ ngại đụng chạm với người dân bản bản xứ. Thứ nhất là họ khiêm tốn, là bởi vì sao? Họ sống được, họ ăn được, họ có tiền được, họ đi lưu diễn được, họ kiếm sống bằng cái nghề đó, vì chỗ đó họ coi trọng là những người dân, và họ rất ư là khiêm nhường và họ rất là hiền. Nhưng mà cũng không thoát được một cái tử là sướng ca vô loại. Thì bẵng đi một thời gian dài, tới thời đại bây giờ năm 2020, tất cả đều tốt cả, tất cả đều lên, không có gì chuyện gì phải nói cả. Những người diễn viên, những người ca sĩ, những người mà làm tiền, hát sướng, diễn kịch, làm hài. Ở đây là mình nói là những người mà coi như là một số người thôi nha, chứ không có nói hoàn hoàn không có nói hết nha. Thì họ được đầy đủ, họ sắm xe, họ sắm nhà, họ sắm cửa, và họ không hiểu rằng những cái đồng tiền họ vào, cái tiền mà để họ mà có cất nhà lầu xe hơi này kia, để có biệt thự này kia đó, à, thì ngược lại họ không coi người khán giả ra gì cả. Cái điều cũng không phải đến nỗi bục phát. Và sau khi cái diện của gamer Duy Nguyễn bùng nổ ra, thì có những cái lối hành xử của một cái số người kéo tới nhà của Duy Nguyễn đã hành xử một cái thứ côn đồ. Mình nói, tất cả mọi người đều hiểu cái điều xảy ra, mình không nhắc lại chi tiết, mình không thể. Nhưng mà nó cái điều lạ lùng ở chỗ này là cái chuyện này nó xảy ra, nó không phải là chuyện của mấy người, nó không phải là chuyện của cái người đó. Mang tiếng bạn bè anh em là chuyện vô lý lắm, người thân gia đình của họ họ chưa lên tiếng, thế là mình tức đây ở đây cấm kéo đùng đùng ầm ầm cả lũ, và và coi thường pháp luật, ngồi xổm trên pháp luật. Cho nên vì chỗ đó đó nó làm xấu đi cái hình ảnh của những người diễn viên. Ta nhắc lại lần nữa, cái từ sướng ca vô loại nó đã mất lên Việt Nam ở mất hẳn mười mấy hai mấy chục năm rồi, chứ không phải mới đây. Tao nói từng nói nhiều nãy đó, từ khi dân trí họ cao họ lên rồi bà coi, thì cái từ sướng ca vô loại, đời sống văn minh nó cao lên rồi, những người sẽ hiểu biết thì cái từ đó nó không còn nữa. Nhưng mà chính những cái lũ người mà tới đây gây gỗ rồi ngồi xổm trên pháp luật, rồi như có những cái phát ngôn rất ư là bừa bãi, đủ mẹ đéo bà chỉ mặt, là mất đi cái hình ảnh đó, thì người dân bây giờ nó lại ngược lại, nó hiện rõ rõ mồn một cái chữ sướng ca vô loại, nó chạy trở ngược lại và bắt đầu nó lại hiện lên. Bởi vì ông cha ta nói không bao giờ sai cả, cả ngàn năm nay không bao giờ sai cả. Cái thời phong kiến nó đã có những cái từ như vậy, nhưng mà nhờ khoa học kỹ thuật rồi các cái, thì bây giờ đưa dân trí người ta lên cao thì cái từ đã mất hẳn từ lâu rồi. Nhưng mà có một cái số người để làm những cái chuyện đó thì bây giờ thì nó lại ngược lại, người ta dùng cái từ sướng ca vô lại, nó bắt đầu nó hình thành trở lại. À, thành ra cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái này là cái chuyện nó chẳng có liên quan gì đến Việt Nam cả. Và tất cả mọi người, tất cả những cái chuyện đây khi mà đi kiểm tra cái sự thật thì tất cả là YouTuber đều ăn theo cái xác chết, giống như kiểu như là kền kền ăn xác thối gì đó, cũng vì tiền hết trơn, tiền hết, chúng vì tiền hết, lợi dụng tên tuổi của họ, lợi dụng một cái người vừa nằm xuống mất, đầu ăn tiền đi kiếm tiền thôi, chẳng cái yêu thương con mẹ gì cả. Kể cả bên Mỹ này cũng vậy cả đó, mày coi rõ ràng đi, cái thằng gì mà Dung Võ với lại thằng gì ta, Dung Taylor đó, rõ ràng bây giờ người ta làm e-sale đó, nó cũng 5 triệu view mà biết bao nhiêu tiền, 5 triệu view một cái clip nó lên đưa 5 triệu view, vẫn độc quyền các cái rồi cũng lên cử lộn như là chó với mèo đó, đó cũng vì tiền, cũng đồng nghiệp anh em. Nói chung là khi mà tìm ra cái sự thật lên thì mà rõ ràng cũng không có là cái gì, rất là thúi tha bẩn thỉu, có nghĩa là kền kền ăn khắc chết kể từ trong nước cho đến ra ngoài nước. Nhưng mà cái ở ngoài nước này thì cái chuyện cá nhân của ngư, nhưng mà ở trong nước nó có cái này, có nghĩa là anh tự tung tự tác, anh ngồi xổm trên pháp luật, anh coi thường chẳng ai ra gì, anh còn hăm dọa. Nó có một cái gì, một cái sa túi của con cá phượng gì nó đăng lên mà tao mới thấy đây, tao mất tiêu rồi, tao mới thấy thấy đó, tao mới tức, tao mới nói ý nó nói là biết như vậy à, độ nó quýnh chết mẹ Duy Nguyễn luôn, độ mà cái đám cái gì có gì dám fan cuồng gì của Duy Nguyễn đại khái nữa. Mình thấy rõ ràng không?
nó không có cái gì gọi là nó gọi là gì, không có cái gì ta, cái gì gọi là không tiêu phục thiện thì không phải, nó là không tiếp thu rồi không, nó cài không nghe lời những người ta khác nói. Tao tưởng cái chuyện nó êm xuông rồi, nhưng mà ngược lại con này nó phá một câu như vậy, ừ mà tao nghe thấy là tao thấy tao ghét rồi. Có nghĩa là họ họ không có gọi là những gì, tao gọi là tao cũng không biết, quên mẹ tự nhiên tên của bên cái tự rồi. Có nghĩa là nghe người ta nói rồi mình tiếp thu, rồi mình nhận cảm thấy cái điều đó là mình có lỗi, hoặc là mình không có lỗi thì mình cũng nín đi, không giống họng lên đủ mẹ tao biết vậy hay tao bữa đó tao quýnh chết mẹ luôn. Đó, đại khái vậy. Con cá phượng làm dấy lên cả một cái sự gọi là nó lại ồn ào trở lại. À, tao rất là phiền chỗ đó, mà tao ghét mà ra, hôm trước tao ghét tao lắm, tao chửi, nhưng mà chuyện đó chỉ ta tánh tao là gì, à không cầu thị, đúng rồi không cầu thị. Cảm ơn Tèo Tommy nha, Tèo Tommy là ai là mình không biết, nhưng mà cái điều cảm ơn rất nhiều đó, cầu thị đó, không cầu thị. Vì thế vậy cho nên ra mấy bữa nay tao mấy cái YouTuber nó lên nó làm sùm, thứ nhất là gì ta, Dương Béo người ta mới coi thì rồi Võ Vũ Quang rồi xong rồi Long Ngô, tất cả mọi cái nhiều lắm, nhiều lắm, tất cả lên họ lên án. Bây giờ tao lên tao nói mày nghe nè, bây giờ thì ăn năn cũng được, nhưng mà cầu thị nó nghe hay hơn. Tao nói tụi bạn nghe này, ngay bây giờ tao nhắc lại lần nữa là cái chữ xứ Cabo bắt đầu nó lại hình thành trở lại. Tao tưởng nó mất rồi chứ, nhưng mà giờ nó ngược lại, nó lại hình thành trở lại. À, cái hai thứ hai nữa có anh Peter và có ai muốn lên không, lên cho. Cái thứ hai nữa là những người đó đã coi thường pháp luật Việt Nam, hiểu không? Tại vì cái chỗ đó là thành ra vì tao lên án cái điều đó, tao lên án cái điều đó đúng không, và tao nói mày nghe là nhắc lại lần nữa là những cái gì mình xấu xa chỉ có một số người thôi nha, tao không mua được cả lắm, trong đó nó có những cái thằng mà núp sau lưng từ cái gì tụi nó nói là gì có võ sĩ đi theo nữa, rồi có nói chung là có giang hồ nữa, nói chung bởi là giang hồ với lại diễn viên hài rất ư là nhiều. Có ai muốn lên không, có ai muốn lên nói chuyện về tâm sự với chú chút xíu coi. Thôi để Peter đợi chút xíu để coi, để cho người trong nước họ lên họ nói cái gì trong này, có ai trong nước để mời lên, có ai trong nước gửi lời mời đi, ok tôi mời lên. Tèo Tù Mi nè, Tèo Tù Mi có camera nè, Lê Nhân cũng có nè, Ngọc Sơn cũng có nè, có ai lên phát biểu gì không, thấy tôi nói gì được không, thấy tôi nói gì đúng không? Có Phượng Nguyễn nè, Phượng Nguyễn không có camera em ơi, Phượng Nguyễn này là Phượng Nguyễn này, em gửi camera gửi yêu cầu đi. Phượng Phượng nói rất là hay, Phượng nói là ta muốn nói là những cái người ở trong nước, ưu tiên những người trong nước để họ ở cận đó họ nhận xét như thế nào, cái đám ta nói gọi là gọi cái bằng côn đồ này được. Ai lên yêu cầu đi, tôi lên tôi cho lên kêu tôi lâu lên nói chuyện cho nó giúp. Còn nói một cách khác nữa thì nếu mà nói sâu quá vấn đề này thì mình có một cái chỗ này là mình ở nước ngoài, bác ở nước ngoài, bác không ở trong nước. Cho nên vì đó khi mình nói thì nó hỏi nó ông ở nước ngoài không biết cái mẹ gì trong nước mà ông nói đại khái gì nó sẽ chửi. Thì tao muốn rồi thì đứa nào đi ngủ đi ngủ, đứa nào rồi muốn lên chơi với bác một chút thì lên thôi, đâu có cần gì. Lê Nhân nè, Ngọc Sơn nè, rồi còn nếu không có ai thì tao kêu ông bạn già tao lên thế thôi, nhưng mà hai bạn già này chỉ phê phán thôi chứ không có nói được cái gì đâu. Tao chỉ muốn nói lên là những người trong nước á, họ đứng trong nước họ nhận diện cái sự thật đó như thế nào, rồi lên họ phát biểu cho nó chính xác, rồi tụi tao sẽ có phân tích thấy không. Nhưng mà mình thấy một cái điều là trước mắt tao thấy là những người nghệ sĩ đó họ không coi trời bằng vung, và họ không có không không thì ở đây tôi muốn nói là đúng rồi là Nguyễn Đăng, có nghĩa là gì? Mình muốn nói cái điều đó đâu có cần phải sự cố xảy ra, đâu phải là chém này cái đâu. Hello, tôi ngại quảng cáo rồi. Long Thủy không có camera thôi được, không có ai lên hết, tôi luôn bạn già tôi lên.
À, đúng rồi, thì không có sự cố gì gọi là xâm phạm hoặc là đánh lộn hoặc là chém lộn hay là cái chuyện đó thì không nói, nhưng mà nó có cái này. Ê, hey, chào bạn già. Chào anh Tâm. Rồi. Hôm nay nhà đông quá, trẻ con nó kéo về, nó vừa đi làm nó vừa la, mình phải chạy ra ngoài. Đúng rồi. Mới nghe anh nói chuyện. Đúng rồi, thì mình cũng phân tích một chút chút về vấn đề là để mà đánh tan cái vấn đề coi như là họ cứ nghĩ họ là ai, họ kể là người ăn trên ngồi trước hoặc là họ là người giống kiểu như là không được quyền đụng tới họ, em không, tôi đã phá tan cái điều mình không thích cái điều đó xảy ra, bởi vì dù muốn gì không họ cũng là một người con dân, Đúng. thế chứ đâu phải là họ là làm cha làm mẹ gì ai đâu mà họ phán, Đúng rồi anh. họ họ phán một câu là không được quyền đụng tới họ. Dạ. Yeah. Đấy, cái đó kỳ một cái ư là rất ư là thấy có vẻ là trịnh thượng. Thứ hai là có nghĩa là rồi người ta không cầu thị, cái chuyện đã xảy ra rồi, nhà nước đã lên tiếng rồi, báo đài cũng đã, nhưng mà họ không cầu thị và vẫn hồn ngoan cố, mà họ không hiểu được cái giá trị của cái họ ở đâu. Thì mình bữa nay Yeah. hôm nay thì mình tôi thì tôi đến tôi phân tích cái vấn đề coi như là lý do tại sao gọi là người ta gọi là sướng ca vô lại. À, nhưng mà cái từ đó em Phượng, Dạ. Nói đi, mình nghe nè. cái từ đó ở Việt Nam mình nó mất từ lâu rồi, là bởi vì Đúng rồi, mình nó mất từ phải lâu, đúng nó đúng mất rồi. từ lâu rồi, nó không còn nữa, là bởi vì sau những người là những mấy chục năm nay cái dân trí của Việt Nam mình nó cao lên rồi, những cái phương tiện coi như truyền thông đại chúng nó làm cho cái hình ảnh của người nghệ sĩ nó đẹp dần dần lên, thì Đúng rồi, cái đúng. từ đó nó không còn cái từ nữa. nhưng Đúng rồi. mà nhưng mà nó sẽ có, bởi vì những cái hành vi côn đồ và coi thường pháp luật của một số người, của một số người tự nhiên người những người ta họ bất bình, người ta bất bình đương nhiên người ta sẽ chửi, và cái câu Đúng đó rồi. là cái câu đầu tiên cửa miệng của họ, và cái Đúng từ rồi. đó nó xuất hiện trở lại, Không, nó đó xuất là một hiện trở điều rất là lại, đáng tiếc. Đúng nó rồi. xuất hiện trở lại, đó là một cái điều rất ư đáng tiếc. Nhưng mà là ngược lại họ họ không nghĩ là cái chuyện này, ở đây mình không nói những người mà nghệ sĩ chân chính lão làng đấy, họ những người tôi nói một rồi, ngày xưa đó những người mà coi như cách thời phong kiến nó chưa có cái gì gọi gì văn minh, thì người ta đi cái tôi là phường chèo, Đúng tức rồi. là có nghĩa là gì, anh đi tới cái đêm đó buổi trưa anh gõ mõ anh nói ê tối nay coi vô cái đình đó để mà coi nghe, đại khái là vậy. Thì tối là cái đêm trời này thì họ xin tiền và họ của những người dân để họ sống, thành ra Đúng rồi. họ rất là sợ, họ rất là sợ và họ rất là khiêm nhường, họ rất là dễ thương. Nó không phải như bây giờ đủ ngồi chễm chạ ăn trên ngồi trước cái kiểu ngạo mạn giống như là ta đây là vua à, nó ngược ngạo cho đó, thành ra bắt đầu từ giờ phút này cái chữ phường chèo với cái chữ cái gọi là cái chữ gọi là sướng ca vô lại nó bắt đầu nó trở lại. Yeah, À rồi đúng anh rồi. có à, anh có cái gì bổ sung thêm không anh? Như thứ hai nữa là vấn đề là vô thiên vô pháp, có nghĩa là anh coi pháp luật không ra gì cả, anh coi cái đất nước gì ra mà không có ai, à, không ra gì cả, anh muốn nói gì anh nói, anh muốn ngồi xổm lên đâu cũng được, anh muốn quạnh hẹ sao cũng được, anh muốn kéo tới nhà tôi anh hành hung cũng được, đó rõ ràng anh tôi lên án cái điều đó. Rồi Phượng nói đi. Mình thì anh mình thật ra là mình cũng mình tin tức về Đúng cái chuyện rồi. anh Trí Tài nhưng mất thì mình cũng biết như vậy thôi, nhưng mà cũng mình cũng rất bằng lòng với anh là cái chuyện thế này. Mình cũng bằng lòng anh, mình thể nào mà vì một cái anh Zimmer Nguyễn mà anh nói cái câu này câu kia cảm tưởng quá anh nói thì rồi mình kéo đến nhà người ta rồi mình hành hung người ta, đó là điều rất là không có, nhất là cái chuyện đó chuyện rất là cá nhân anh, mình cũng được Rõ nào ràng đây mình thích mình nghe là cá nhân của thằng Jimmer Huy Duy Nguyễn là yes đối với lại gia đình của cái người gia đình đó, của đấy còn các mình anh đâu có dính líu gì đâu. đúng rồi anh, đúng rồi, đúng rồi, thì mình đấy là cái điều mà đây là không có ai được cũng quyền đứng ra xử cái này xử cái kia anh, ngoại trừ những cái trường hợp mà nó phạm pháp quá đáng chẳng hạn như đụng xe bỏ chạy mình có quyền rượt theo, ngoại trừ những người đang hành hung đánh đập ngoài đường mình có quyền can thiệp vào, có chuyện ta nói qua nói lại mà anh mình đâu có quyền kéo nhà người ta anh vậy anh. Đúng rồi. À, mà những Bữa người nay kéo đến nó nặng hơn nữa Phương à. Ta nghe nói là ta thấy mấy là chụp hình lên cái kia nó ở ngoài nó đem nó liện đồ dơ vào trong nhà. Rồi đó. xong rồi cái nó lấy đá nó liện bể mấy cái bóng đèn quảng cáo của cái những cái chỗ kinh doanh của Ghi Mơ Duy Nguyễn này. Đó là nó tác hại, nó thuộc cái dạng hình sự rồi.
nó phá hoại tài sản của người ta. Đặc biệt là những người mà có sinh hoạt cộng đồng, là những người nghệ sĩ, họ không được quyền làm như vậy. Không được quyền làm họ vậy. không Đã có không để ý ngắt chút xíu là không được quyền làm như vậy, đó là thứ nhất là vấn đề trái với pháp luật, cái thứ hai nữa là cái nhân cách và cái lối cư xử của người nghệ sĩ không được quyền làm như vậy, là bởi vì nghệ sĩ là cầu tình thương, bởi vì người ta thương thì mày mới có tiền mày bỏ vô mồm mày. Tao nói nhắc đi nhắc lại ngày xưa đó, cứ buổi trưa gõ mõ trống kèn rồi buổi tối đi xem hát là gì, mày đi cầu thị và cầu thực, gọi là tha phương cầu thực, cũng do đó mà ra. đúng rồi, đúng rồi. Tự nhiên đùng một cái bây giờ mày là ông già mà làm mà có một cái ngày tự đùng một cái thì ai chấp nhận mà cái điều đó. Mày coi tất cả mọi người ở người Việt mình ở ở ở ở trong nước là coi như là ngang bằng hết, và kể cả dưới chân tụi bay hết à. Còn lâu tụi bay nghĩ sao vậy? Tôi nghĩ căn căn bản thế này anh, là mình tại vì cái mạng xã hội đó là cái mà đó là cái hậu quả mà rất là trực tiếp và rõ ràng, vì vì cái mạng xã hội của mình đây. Trong cái mạng xã hội thì nó có cái điều thế này, khi mà người ta không bằng lòng cái gì đó thì người ta làm nói ngay và người ta làm ngay, và khi mà người ta làm như vậy đó, thì tại vì cái mạng xã hội đây nó đã làm một điều rồi, cái nó làm tiếp, nó làm tiếp, và khi mà càng ngày nó làm thì nó càng lớn ra. Ban đầu như anh nói là chỉ là ngồi cãi nhau hăm dọa thôi, thế bây giờ là đập đập phá đèn đuốc của người ta. Như vậy là cái này đó là căn bản là tại vì mạng xã hội, mạng xã hội. Cái mạng xã hội á, anh không Và đụng tay đụng chân, anh có quyền anh muốn làm anh ở Việt đúng Nam, đúng nhưng mà cái này anh đã ra tay bằng tay bằng chân rồi và anh đã xô xát rồi, đúng xô rồi, xát ở đây đúng không rồi, có nghĩa là quýnh, mà anh hủy hoại tài sản người ta là anh đã phạm đúng luật rồi, rồi. Còn đúng rồi. cái mạng xã hội từ xưa giờ tôi không biết mà, có nghĩa là trên mạng xã hội anh có thể bất đồng ý kiến với tôi, anh có thể chửi tôi chửi anh, nói chuyện qua lại chẳng ai đụng chạm cả. Tao ở nước Mỹ mà ở Việt Nam làm sao mà đụng được, hoặc là mày ở Cà Mau tao ở Sài Gòn làm sao đụng được. Nhưng bây giờ nó khác ở chỗ là anh đã thực hiện một hành vi đập phá, anh đã hủy hoại cái tài sản của người ta, đó là Đúng một rồi. vấn đề luật hình sự là tiếp nhất đó. Mình tự nhiên anh, vì một hành động, một số hành động côn đồ, không biết vì một số hành động rất là không đứng đắn của một số nghệ sĩ, mà bây giờ mình biến cả cái tập thể nghệ sĩ của Việt Nam Đúng rồi. biến thành một 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 cái thành phần mà rất là xấu xa, và đó là điều rất là không đúng. Mà tôi nghĩ là những cái điều những người họ làm á, họ tôi nghĩ là họ cũng cố tình chứ không phải không, chứ còn không ai vô tình đâu, tại vì ai cũng lớn rồi, ai làm việc cũng đi phải đi làm việc kiếm tiền rồi anh, họ hiểu chứ. Tôi nghĩ họ vì một cái lý do này hay lý do khác mình không biết, mà mình họ làm vậy là họ gây ra những cái tác động rất là xấu xa, rất Đúng là rồi, xấu anh. rất là Tại xấu. vì chẳng hạn như anh, Nó làm ảnh hưởng ta tới tới những cái người nghệ sĩ chân chính, đúng đúng thấy đúng không? anh, Bây giờ và tôi với anh chửi á, đồ cái thứ sướng ca bôi lại thì đâu phải đấy một mình nó nghe, mà tất cả cả những người, tất cả những người làm nghệ thuật, em hiểu nó anh nói ra cả một hệ thống, đúng rồi, cả cả một một đúng tập rồi thể, cả một thì tập thể bởi vậy nghệ tôi mới sĩ, nói. cả một tập thể nghệ sĩ. Bây giờ lại phải đối diện những cái danh từ mà ngày xưa Tự mất rồi. ngành người ta đang cố gắng để mà người ta xóa tan đi, đó là điều mà rất là vô ý thức, tôi thấy là rất là tội nghiệp. Chuyện anh chia tay anh mất người ta, anh mình nói là gì, ma chê cứ trách, mày có đam ma là có sẽ phải có lời trách hờn, có đám cưới là có cái lời trách móc, có đám ma là có lời chê trách. Cái chuyện đó là chuyện tự nhiên, vì vì những cái lời chê trách đó mà bây giờ mình biết mình có những hành động như vậy là tôi không biết anh ma chê Bởi vậy không phải, cứ trách anh, đúng đúng rồi. rồi, cái chuyện đó là cái chuyện thường thường người câu cửa miệng của ông cha ta thôi đừng. Nhưng mà tôi có nói một điều này, cũng như có mình có điều này, nếu một người bình thường, một người dân giả bình thường, cái câu chuyện đó nó chỉ 50%, người dân thường được quyền 50%,
thì đối lại cái người mà nghệ sĩ thì hoàn toàn không nên làm. Cái người nghệ sĩ còn phải giữ cho hình ảnh của mình nó đẹp trong mắt mọi người. Để Đúng. chị, đó là cái điều nguyên tắc. Bây giờ cái câu chuyện đó, bây giờ thí dụ như là nó đang cao trào thì cái người nghệ sĩ phải làm sao cho nó xuống zero. Đúng rồi. Đó là cái tâm tâm Nhiệm vụ của cái họ, nhiệm đúng rồi vụ của em. họ. Bởi vì nếu anh làm mất nó đi, tức là con anh trong con người, trong con mắt của người ta anh không là cái gì cả. Anh là mất đi rồi. Đó, đó là cái nhiệm vụ nghệ sĩ để làm gì? Để đem lời ca, tiếng hát làm đẹp cho đời. Cái điều đó là ai cũng xác nhận cả, chứ không có riêng ai cả. Nhưng mà khi mà anh đã thô lỗ hoặc là anh làm cái chuyện gì đó mà anh sai trái thì tự nhiên anh làm đánh mất đi cái phong cách nghệ sĩ của anh. Mình cũng cần phải nói thêm với anh thế này nè, thì khi mà một nghệ sĩ nổi tiếng thì bao giờ cũng phải, đặc biệt là ở Mỹ rồi, cái này là chung ở Mỹ, hay là tôi nghĩ là từ Mỹ rồi ông kéo về, là khi mà có nghệ sĩ lên thì họ có một cái số lượng mà fan, Fan. thì khi thì cái số lượng cái những người mà đi theo cái người nghệ sĩ là bao giờ họ cũng có chung quanh, ta coi như họ để bảo vệ. Bảo vệ thứ nhất là cái sinh mạng, về cái an ninh cho cái người nghệ sĩ đó, và thứ hai đó là để đốc thúc qua đồng những người chung quanh để ủng hộ cái người nghệ sĩ đó. Thì đấy là cái thực thể là như vậy, tức là một nghệ sĩ bao giờ cũng có một cái số lượng người ủng hộ chung quanh, thứ nhất là để bảo vệ người đó, và thứ hai là để khuấy động đồng bào quần chúng chung quanh để ủng hộ người đó. Thế thì mới có cái chuyện mà mới người ta cứ có cái ca sĩ nào đến đâu đến chỗ nào thì có những người họ khóc, họ la, họ nhảy ra ngoài đường, họ cản đường, Đó họ là fan, ở đại đây khái fan, vậy ở đó, đại khái là vậy. đại khái fan cuồng đó Nhưng là mà như vậy đó. Thì đồng ý, nhưng mà ở đây nó có hơi cái chỗ nó hơi trái ngoáy chỗ này. hiểu Có hiểu nghĩa hiểu là thà những cái fan cuồng mà làm những chuyện đó là tôi không có trách. là hiểu Nhưng mà ở đây là ngược lại là nghệ sĩ. nghệ sĩ. Em hiểu không? Cái nghệ sĩ là cái người này ra tay trực diện, chứ nó không phải là cái chuyện fan cuồng. Fan cuồng mà tới quậy phá cái thằng Nguyễn Mỹ thì mình đâu có làm con mẹ gì, bởi vì tao khoái nhỏ kia quá, tao quý cái cô ca sĩ này quá, lụm về nói chuyện động chạm tới idol của tao, tao tới tao quậy về chơi thì cái chuyện đó chị không không đáng trách. Nhưng ngược Đúng. lại người này đích thân lái xe tới, đi tới vào nhà hành nung mà mạt sát đủ thứ chuyện, anh hiểu không? Đó, nhưng mà cái người đó là cái tư cách của người đó không còn là người nghệ sĩ nữa, và cái Đúng, người dĩ nhiên rồi. đó thuộc về cái dạng mình, trở lại tôi muốn nói là thuộc là sướng ca vô loại đấy, muốn nói cái điều đó. Chứ còn cái gì fan cuồng thì tôi đâu có nói là cái gì hết Hiểu, đó. mình bằng lòng cái chuyện đó, Đúng rồi, mình rất hiểu cho nó. đó là thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là cũng giống như nãy tôi nói, tắt kền kền ăn xác chết, có nghĩa là lợi dụng sự kiện, anh hiểu không? Có một số YouTuber và những cái số mà cuồng có mấy cái người này này bắt đầu mới tung ra là những cái gì rồi tầm bậy tầm bạ, câu vô lưu câu qua nó đủ thứ chuyện trên đời á. Thời đâu có xa lạ với anh, kể bên Mỹ thì cũng vậy thôi đó, thằng này Dũng Taylor đó nó cũng lợi dụng cái thác của ra. Anh nghĩ là một cái clip nó đưa Ừ. lên được 5 triệu view, Wow, bao nhiêu tiền anh? 5 triệu view bao nhiêu tiền đó, Anh thông cảm chính chuyện đó anh. đấy thế rồi này. Anh thông cảm chứ Đây nè, thế cái tình nghĩa mẹ gì đâu, anh. tốt Không bụng cũng là tiền không, không. thấy Không không? không anh thông cảm chuyện đó là Thông cảm gì? làm tiền anh. Đấy. Bây giờ thế này, nhưng mà thế này, anh nói chuyện anh Dũng Dũng tay lo đó thì mình cũng nói thêm điều thế này. Có một điều, nếu mà cái chuyện nó xảy ra, thôi giờ chuyện Việt Nam mình nói là xong rồi, bây giờ mình mang cái chuyện này rồi cái chuyện nó về Mỹ anh. Tôi nhìn cái hình ảnh mà anh Chí Tài đó, mà anh về đây đó, mà anh được cộng đồng ở đây, cộng đồng đất Mỹ đó, mà chào đón như vậy, tôi rất là mừng, thật sự là như vậy. Đúng Là tại rồi, vì thế về này, nơi an nghỉ cuối cùng là mừng rồi, để là tới tại vì nơi, về tới. 45 năm qua anh, bất cứ một thằng nào mà về Việt Nam, ông nào bà nào thằng nào đứa nào mà về Việt Nam rồi đó mà làm được một cái ban đầu, anh phải nhớ là ngày xưa người ta về Việt, những người như mình ở đây nè, mình về đến Việt Nam rồi mình không có nói ai, mình ở Việt Nam xong rồi mình trở lại đây mình không có nói ai. Ừ, Anh nhớ là cái ngày đó đúng nó rồi. mới xảy ra trong cuộc đời này nè. Mà bây giờ anh Chí Tài, anh là người đã thành công ở đây, không, mặc dù cái sự thành công của anh ở đây nó rất giới hạn, nhưng mà khi mà ông chấp nhận ông về Việt Nam ở 20 năm, Đúng rồi, nó bùng ông phát làm việc ở đó nổ, 20 năm đúng. rồi, anh tạo dựng ra một cái chỗ đứng rất là tốt,
mà đã thành công ở xứ sở đó đây. Bây giờ anh trở về lại lại đây anh. Cái điều mà tôi rất là ấn tượng mà tôi rất là lấy làm thích thú là cái cộng đồng ở đây là cộng đồng chống cộng mà ông là ở trong đó ra. Đã yên lặng, thứ nhất là họ yên lặng, họ không có kéo cờ ra họ biểu tình nữa. Anh phải nhìn anh tôi đây là tôi chỉ nhắc anh nghĩ đến cái điều đó thì anh hiểu rằng là cái 45 năm qua là một thời gian quá dài để những người anh em chống cộng của chúng mình ở đây. Đây là cái dịp này để mình nhìn lại đối diện với cái bộ mặt của mình, lương tâm của mình và trí não của mình để mình tìm ra cách mình cư xử với cái bà mẹ ruột của mình mà bây giờ mình không còn ở chung nữa. Mình sẽ tìm lại được, mình phải đối diện với con người mình, đối diện với cái lương tâm của mình để mình tìm ra cách cư xử với người vợ đầu tiên của mình mà bây giờ mình không còn được ở chung nữa mà bây giờ mình phải ở chung với người vợ thứ nhì. Đó là cái anh nhắc tới anh Dũng Tay Lo thì bây giờ tôi mới nghĩ ra cái tôi mới nghĩ ra như vậy và điều đó làm tôi rất là mừng. Mừng là tại vì thế này này, cái sự điên cuồng của người Việt Nam ở trên phố Bô Sa nơi mà anh Chí Tài đã lớn lên trưởng thành. Bây giờ họ đã dịu lại rồi. Họ đã hiểu là Việt Nam nó không phải là cái nơi mà để mà họ gièm xiểm nữa. Nhưng mà chỉ cần một người thôi, họ ở trong đó 20 năm, họ làm việc ở trong đó và bây giờ họ trở về đây anh. Một cái anh nói nhờ anh nói tôi mới biết. Một cái clip rất ngắn của ông Dũng Taylor 5 triệu người coi. 5 triệu người coi đó là tôi biết là chắc chắn là ở đất Mỹ đây nè. Là tôi nghĩ là phải đến 5-700 ngàn mấy ông chống cộng cực đoan coi trong đó chứ không phải không. Đó là một điều làm tôi rất là mừng anh. Tôi mừng lắm chứ phải không? Nói một cách công tâm như vậy, tôi rất mến Chí Tài. Tại Tôi mình cũng là vậy anh. biết sao không, Chí Tài Ông nó vui có vui không? mà là từ xưa tới bây giờ không dính dáng vào chính trị. Thứ hai nữa là Chí Tài nó có cái tài lẻ, có nghĩa là đờn ca hát rất là hay, Đúng rồi, hát mày. không đụng chạm tới ai cả. Tôi rất thương mến Chí Tài, nhưng cái điều đó mình không có nói ra, mình chỉ cần lẩm lẩm thôi, mình cũng không có, bởi vì chuyện của Chí Tài nó cũng đã qua rồi và cái chuyện mà Chí Tài về nơi mà an nghỉ của gia đình nó mong muốn thì cũng đã hoàn thành rồi, nó Đúng nghiêm chỉnh, nó không có cái gì mình quan tâm, và mình còn mong là hương hồn của Chí Tài lên thiên đàng gặp tao, em mà muốn gặp tao rồi. nha. Nhưng mà ở đây mình muốn nói là ở người Việt Nam mình kìa, tôi vẫn vẫn ấm ức ở chỗ là vẫn có một số người ngồi xổm trên pháp luật. Rồi thứ hai nữa là những cái YouTuber vẫn kiếm tiền bằng cái xác chết. Mà nó không phải ở Việt Nam không, mà ở bên Mỹ thì cũng có, nên rõ ràng anh ra đây mình mới nói ra đấy. Và rồi có những cái tên mà nó khui nó cái chuyện này ra thấy tôi vui lắm, buồn cười lắm. Thì té ra chẳng qua thì tụi bay đâu có yêu thương Chí Tài mẹ gì đâu, tụi bay moi đang đang kiếm chuyện để mà tôi moi nó ra, lợi dụng cái tiền, lợi dụng cái tên tuổi là tôi kiếm tiền thôi chứ có mẹ gì đâu. Trời khổ vậy, nói chung là người ta chết để người ta yên thân đi, vẫn đem ra những cái chuyện rùi bu. Bởi vậy thôi, cái nội dung hôm nay buộc cái chuyện này là tôi lên án những cái hành vi và tôi đi kể lại cho anh nghe là cái điều là cái thời phong kiến và cái thời bây giờ hai cái giá nghệ sĩ nó khác nhau. Và cái thời phong Đúng kiến có nghĩa là người người thư xưa đó, người nghệ sĩ họ rất mến và họ rất nhún nhường, họ rất khiêm nhường, họ rất sợ người khán giả mình buồn. đúng Nó mẹ bây giờ nó không có cần buồn rồi, nó còn chửi nữa, nó đây đang lên chửi tên bơ à, nó chửi tên bơ rồi. Nó coi giống như kiểu mình là người với con dài đó vậy, nó ngược ngạo ở cái chỗ đó. anh thấy thế này nè, này là mình nói là cái này là cái gì nó cũng có cái quá độ của nó Đúng rồi. à, chẳng hạn như là bây giờ mình nhìn thấy là cái sự tự do quá độ thì nó xảy ra như vậy thôi, Đúng rồi. cũng như là bây giờ mình nói quá độ nhá, cái tự do quá độ chủ nghĩa mà quá độ đó, là mình nhìn thấy bây giờ là ngay ở đây nè. Anh nói chuyện cái mình nói chuyện có quá độ về nhân dịp anh Chí Tài ấy, thì giờ mình lại trở lại câu chuyện chính trị một chút. Tại mình ở đây mỗi ngày mình nhìn thấy công việc nó xảy ra trên đường phố. Tôi nghĩ là cái tự do quá độ của cái nền dân chủ Hoa Kỳ nó xảy ra đó, nó đi đến cái mức độ quá độ, thành thử ra là bây giờ là rõ ràng ông Tổng thống Trump anh 6 6 7 tuần lễ này ông không có nói nửa lời về cái chuyện
tai nạn của nước Mỹ đó rồi, cái chuyện mà khó khăn của nước Mỹ đó rồi, ông lờ đi. Mặc dù bây giờ ông vẫn làm tổng thống anh, thì đó là một cái dấu hiệu của cái sự quá độ của cái chủ nghĩa tư bản, của cái chủ nghĩa mà tư bản quá độ. Tôi nghĩ là quá độ, mình nói quá độ, mình không dùng chữ quá độ mà mình dùng chữ bão hòa. Bão hòa có nghĩa là nó tới đó nó coi như thuộc về cái dạng coi như là hết mức rồi, nó bão hòa và nó đi trật đường. Ok, bão hòa, ok, bão hòa. Okay, hiểu. Ê, rồi. Rồi cái xong, cái anh biết không, tới bữa nay vẫn còn những cái tin fake news rõ ràng. Đúng rồi. Nào fake news quá trời là fake news, mà fake news động trời, chứ fake news không bình thường nha. Fake news là thiết quân luật nè, rồi bắt người nè, bắt gom hết, rồi tôi nói chung là fake news. Ai mình đánh một cái tiết là vô mình giật mình liền. Cái chuyện anh mới nói chuyện thiết quân luật đây, thì giờ dài nè, fake news là những cái gì mà nó không có mà nó bịa ra. Còn cái chuyện thuyết quân luật anh là cái chuyện người ta đang bàn cãi trong cái đó cũng là cái đó tôi họ đang bàn cãi anh. Không, họ coi mình có thể vì... làm được không, mình dám làm hay không, thành thử ra nó mới xảy. Đúng ra không, nhưng mà đấy. Cái này là thằng Trịnh Quốc Thiên nó cũng đã từng nói rồi, và ông tổng thống Donald Trump cũng đã thuyết ra rồi, ông đã nói là những cái điều bá vơ bá vẩn, cái này là thuyết âm mưu rồi. Chắc không phải ông, ông không dám làm cái điều đó đâu, đâu có đụng chạm rồi. Thì nhưng mà cái này cũng nếu là thuyết âm mưu thì gọi là tin dịch, mà tin dịch tức như là phát nếu chứ còn gì nữa. Nhưng mà nó có cái này mà nó dám đem ra những cái đó mà để mà nó làm thì thấy ghê gớm. Có vì bởi tôi nói là cái tự do thuộc diện gì quá chứ, tự do quá chứ nó thành ra bảo hòa vấn đề. Anh thấy rồi nè, đúng rồi. Có nghĩa là ai cũng biết rằng khi ra tập họp biểu tình, những hội họp đông người là dính Covid là chết, nhưng mà nó có sợ biết sợ đâu. Đấy, cái tự do mà không ai bảo được. Ở đây nước anh tự do. Anh nói chuyện đến biểu tình ngày hôm thứ Bảy, tôi lên Huntington Beach với anh Song Phạm, anh chở tôi lên Huntington Beach. Tôi coi cái đám, tôi coi cái đến dự được quan sát cái đám biểu tình ở ngay cái chân cầu Huntington Beach anh. Tôi ngồi tôi đếm trong đó nhá. Tôi nghĩ là 3/5 là người Việt Nam, còn 2/5 còn lại là người Mỹ trắng. Mà một cái đặc biệt của cái tôn giáo này đây là họ không đeo khẩu trang này. Chết mẹ. Không, rất ít người đeo khẩu trang, lâu lâu mới gặp một người đeo khẩu trang. Mà anh biết đó là ở Orange County đó là cái nơi mà hai thành phố Huntington mà nó nằm ở trong đó đó. Là cái chỗ đó là bây giờ là ICU, bây giờ không còn chỗ nữa rồi. Mà người chết anh là bây giờ là phải bỏ vào trong cái bao rồi bỏ vào trong cái xe đông lạnh, mà họ vẫn không sợ anh. Để tôi nhìn cái đoàn biểu tình mà ở cái tuần này nè, cái tuần cuối cùng của cái trước lễ Giáng sinh ấy, thì tôi mới hiểu là thế này, thì tôi mới nghĩ là thế này này, thì tôi thưa với anh với các bạn thế này, người ta ủng hộ tổng thống anh, mình ủng hộ tổng thống thì mình biết người ta không ủng hộ cái khủng điên như vậy. Chỉ có khi nào người ta ủng hộ giáo chủ của người ta đó, thì người ta mới khủng điên như vậy thôi. Ông Trump đó là cái người mà từ hồi nào đến giờ ông chống hoàn toàn lại cái chuyện khẩu trang. Không, ông rất ghét đeo khẩu trang anh. Và bây giờ một cái hình ảnh rõ ràng nhất là những người mà tín đồ của ông, tín đồ theo gia phái của ông là những người ngay ở giờ phút này mà ngay khi họ họp lại, họ biểu tình, họ la hét như vậy mà họ vẫn không đeo khẩu trang anh. Cái môn đồ của ông là những cái tín hữu của ông là quả thật là họ ủng hộ ông đến nhiệt tình và hết lòng, và tôi nghĩ họ rất là nghe lời ông. Khủng khiếp. Tại vì câu chuyện anh, nếu mà cái giáo chủ là người như tôi anh hay những người thường á, mà họ không có quyền hành gì hết thì nó không thành vấn đề anh. Chẳng hạn như là mình nói chuyện ngay trong cái cộng đồng Việt Nam mà chẳng hạn như ngày xưa mình có bà cô Thanh Hải, cô là một giáo chủ nhưng mà cô không có quyền hành gì ở ngoài thế tục cả, thành thử ra cái không quan trọng. Cái chuyện bây giờ là từ bây giờ đến ngày 20 tháng 1, tức là còn đúng một tháng nữa, ông Trump ông vẫn còn là tổng thống anh, và bây giờ cùng lúc đó ông lại là giáo chủ này, ông giáo chủ của ông và tín đồ của ông rất là cuồng nhiệt, thì đó là một cái Mỹ nó kêu là một cái toxic combination, tức là một cái sự hỗn hợp rất là khủng khiếp. Đấy là cái sự suy nghĩ của mình. Thì chắc rồi. Thì bởi vì ngày hôm cách đây một bữa thì tôi mới, ngày hôm qua chứ đâu, mới dồn lên thì báo nó đã nói là chỉ có một ngày thôi, 24 tiếng, mà ở nước Mỹ là 400.000 người bị lây nhiễm. 400.000 người.
thấy khủng khiếp. Và giống như anh nói đó, bây giờ chết không có đủ chỗ chôn, và nhưng mà nó không sáng mắt ra, và nó vẫn đấy. Nhưng mà có một cái điều kỳ cục chỗ này là Peter, có nghĩa là tại làm sao khi biểu tình ở đâu thì cũng có người Việt Nam, mà tại sao không có những cái dân tộc khác, nó không có, thí dụ không có Mễ, không có Latino, không có Philippines, mà chỉ có Việt Nam là sao? Vì anh nói chuyện với người Mỹ thì tôi phải như mắng đeo khẩu trang á, thì là mình không có đoán được, mình đoán được rất lờ mờ. Nhưng mà khi mà không có khẩu trang đấy, mình nhìn khuôn mặt là mình biết là cái người đó là người gì, hay là mình đi Đúng. nhìn cái xách ra, hay là mình nhìn cái tướng đi, và đặc biệt đó là khi mà mình nghe người ta nói thì mình biết là cái người đó là người gì anh. Thì tôi chỉ nói những chuyện ngày hôm qua mà anh Song Phạm anh có thâu lại một đoạn rồi anh bỏ lên cái rồi tôi có chụp hình, tôi chụp chụp hình rất nhiều thì tôi thấy thế này này, tôi đếm ở trong đó này, tôi nhìn ở trong đó 3/5 là người Việt Nam, Quá 2/5 trời còn lại là người Mỹ trắng, kỳ cục. và trong cái đám người thiểu số này chỉ có người Việt Nam thôi, tôi không nhìn thấy người Đại Hàn. Trên đó Đại Hàn rất là đông, tôi không nhìn, đặc biệt là không có ông Nhật Bản nào cả, Không không có có ông người China Tàu nào luôn cả, đó, không có người mà Tàu nữa, chỉ không có người có Việt China nào Nam cả, và không có ông Mễ nào cả, không có người Phi, chỉ có một ông Việt Nam thôi. kỳ Làm lạ. tôi nghĩ là lý do thế này này, người tôi nghĩ đó là những người đó không phải là họ ủng hộ vì lý do chính trị anh, nhưng mà họ ủng hộ vì lý do tôn giáo. Ông Trump này ông đang là giáo chủ anh, tức là chỉ có giáo chủ họ mới có thể sai khiến người ta như vậy được thôi. Họ sai khiến, chỉ có giáo chủ thì họ mới có thể sai khiến được mày vượt bỏ qua tất cả những sự nguy hiểm xung quanh, tại vì có tôi đã. Ông giáo chủ ông nói như vậy, đấy là cái anh nói cái chuyện đó thì tôi nói thêm chút. Kinh khủng quá. Thì nói hẳn lại với anh thì cái tình hình nước Mỹ này tới ngày chuyển giao quyền lực là ngày 20 tháng 1, Tháng 1. nó còn rất là nhiều cái sự biến Mình biết, chuyển mà mình không biết được, mà đâu, không ai biết được đâu. chỉ khi nào nó xảy ra thì mình mới biết thôi. Đúng rồi, bởi vậy người ta không có dám bàn lạm bàn đó, nó khổ vậy. Đúng. Chỉ khi nào nó xảy ra ngay trước mắt mình thì mình biết Rồi là cứ như không vậy. à. Tại vì sao anh? Tại vì Tổng thống Hoa Kỳ mà. Tổng thống Hoa Kỳ là người quyền lực nhất thế giới. Rõ ràng cái The chuyện đó most ai cũng power. Bao giờ cũng vậy, khi mà họ nói người Mỹ, khi mà là họ nói tổng thống của họ đó, một the most one powerful man, the most powerful man of the world, người có sức mạnh nhiều nhất thế giới. Và đến một ngày, kể từ ngày hôm nay, ông còn quyền lực của ông trong vòng 1 tháng, mà cùng một lúc đó anh, ông lại là một giáo chủ của một tôn giáo, mà mình nhìn thấy là những người theo ủng hộ ông Trump ở những từ hồi nào tới giờ là tín đồ anh, chứ không phải là người dân, người công dân ủng hộ tổng thống. Và đó là một nhắc tới cái vụ đó thì mình mới nói với anh một câu như vậy. Ok. Anh cứ biết là thập kỷ 80 cũng có một ông mục sư ở nước Mỹ này, ông gì Đúng tôi rồi. quên rồi, Diễn tôn, ông đúng rồi. đúng rồi, anh thấy rõ ràng không, là gọi kêu gọi người ta vào tự sát tập thể để mà lên thiên đàng Đúng rồi đấy. Đúng rồi đó. đấy. Đó Ông đó đó là là ông ở một San tập Francisco. đấy, thấy chưa, khủng Ở khiếp. San Francisco. Tôi nói là Ông kêu người ta khi là con Vũ người Phúc ta Lộc. cực Đúng rồi. khi có khi khi con người ta đã cực đoan mà thêm cái Đúng chữ rồi. cuồng tín nữa thì thôi rồi, thì thôi rồi, thôi rồi, rồi. Coi như là không còn. Nó nói một cách thì hôm nay cái dân giả người Việt mình là thường thường cái ngữ người mà thuộc đi tử hình, nó gọi là gì, nên người đó không không còn cải tạo được nữa, nên là không còn, là không còn thì cứ nước đi bắn thôi, nên xử chết thôi, chứ ngoài ra Đúng rồi. thôi. Anh nói đến ông mục sư đó thì thì lúc đó mình biết ạ, năm đó là mình theo dõi, mình mới qua bên này mình năm 80 thôi. Lúc đó mình còn ở Boulder, Colorado mà anh, mình có hỏi người Mỹ, lúc đó là chưa có Việt Nam nhiều lắm đâu. Câu chuyện nó xảy ra rồi mình mới hỏi nhà thờ. Rồi người ta mới giải nghĩa cho mình, tôi nói là cái ông đó là ông Mỹ đen, ông tên là James Jones. Rồi ông mới có tín đồ của ông đâu. Rồi ông ở đây rồi ông ở San Francisco đó, rồi ông kêu tụ họp tín đồ của ông qua đến cái đảo Guiana. Rồi ông lập ra cái làng của ông để người ta tu với nhau. Rồi ông làm điều trái phép, rồi chính phủ liên bang nhé, hoặc gửi mấy ông dân biểu qua bên đó để điều tra. Tại vì 700 mấy chục người, cái giáo dân của ở trong cái xứ xứ Guiana đó là công dân Hoa Kỳ, họ thoát ra được cái họ mới về đây, họ tố cáo, thành thử ra họ mới gửi chính phủ Hoa Kỳ, họ mới gửi
qua điều tra mấy ông dân biểu ở Cali, tại vì nó thuộc tiểu bang Cali. Ông ấy qua xong rồi thì nó ra tấn công cái máy bay, nó chết đâu mấy ông dân biểu đó. Rồi sau đó là ông trở về cái trại của ông. nào xong Ông đâu tụ họp giáo tiêu diệt ông tụ họp giáo dân của ông lại, ông lên ông nói chuyện trên 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 speaker đó. Ông kêu gọi ông trộn thuốc độc vào Kool-Aid. Đổ thuốc độc vào, ông pha Kool-Aid đó. Rồi ông đổ thuốc độc nó, ông kêu tất cả mọi người uống. Và khi mà ông kêu mấy cái chuyện kinh khủng thế này, khi mà ông kêu tất cả mọi người uống thì là chồng uống nè, vợ uống nè, bố uống nè, mẹ uống và trời ơi. con uống, chết 700 mấy chục thằng nằm la liệt như vậy, chết sạch sẽ. Thế mới biết rằng là bởi vậy khi mà người ta khi mà giáo chủ đang thì qua họ ủng hộ một giáo chủ, tôi rất thích, thích là kinh dị. Đấy là cái sự suy nghĩ của mình kinh khủng, không biết chuyện gì xảy ra, hy vọng là không có chuyện gì xảy Ghê thiệt. ra. Đấy là câu chuyện sáng thứ Rồi, hai. rồi sáng thứ hai anh em mình là Câu tán chuyện dốc sáng một thứ hai chút. của chúng mình. Rồi ok. Anh có bận Ok việc anh, rồi, thôi rồi mình gửi cho ok. cha, gửi lại cho. Rồi Anh ok. có chuyện gì thêm, nói chuyện thêm, còn không có thì mình À, có chuyện gì thêm ta đâu, nói chung là chỉ không có gì có chưa có gì hết anh. Rồi, chưa có gì hết. Ok anh. Rồi ok. Thôi. Cảm ơn anh nhé. Merry Christmas. Ok, cảm ơn anh nhiều cho nói Merry chuyện anh em. Christmas. Ok, man. Chào Ok. tất cả Chào mọi anh. người bên đó. Ok, Rồi, chào Việt Nam. rồi, rồi. Ok. Rồi. Thì đúng rồi. Cái chuyện là chuyện của bên nước Mỹ mà dính líu gì tới Việt Nam, và mình vẫn thấy ở Việt Nam mình có một cái cơ cấu hành pháp á, mình thấy rất là chặt chẽ. Và cũng như tao lên làm tao nói hoài, họ không phải giống như kiểu như bên nước ngoài và bên tất cả các nước, chỉ có nước Mỹ này mới cà chớn kiểu thôi, sáng nắng chiều mưa thì thôi. Và những người lãnh đạo của Việt Nam mình thấy mình phải phải, phải bái phục, có nghĩa là khi họ muốn nói một cái gì đó thì vừa đủ, không dư mà cũng không thiếu. Nó hay rồi chỗ đó, đó. Rồi có ai lên chơi với bác một chút không? Có người nào lên chơi với bác không? Có anh chị em nào lên chơi với bác một chút xíu không? Nếu không có ai lên thì có ai lên chơi không? Gửi lời mời đi hay là gửi request cũng được. Bình thường. Việt Nam bây giờ mấy giờ ta? 1:47. Ok. Nếu không có ai lên nữa thì bác tắt like nha. Hay có ai lên thì gửi lời yêu cầu lên nói chuyện nó dốc chơi một chút đi. Mấy bữa nay hôm qua mấy bữa nay cái tuần lễ nay cái miệng nó bị nóng trong người, nó dột á, nó lỡ miệng không ăn uống gì được cả. Mà giờ thấy mập như con heo. Merry Christmas. Có ai muốn lên không? Ok, vậy thôi không có ai muốn lên thì bye bye mọi người nha. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye.